Xin chào tất cả mọi người. Sau đây là một cái bài đàm thoại nói về cái việc đi lấy hẹn ở cái phòng mạch bác sĩ. Tôi trích bài này ở trong cái kênh của chị Ensa. Ensa là một chị dạy tiếng Pháp ở trên kênh YouTube. Các anh chị có thể tìm cái bài này phần đọc cũng như phần nghe bằng cách tìm vào cái kênh Learn French with Ensa. Cái đề tựa của bài này là Rendez-vous chez le médecin, hoặc là rendezvous chez le docteur. Chúng ta chọn một trong hai chữ thôi. Médecin là thầy thuốc nói chung, docteur là bác sĩ. Lấy hẹn với thầy thuốc hoặc lấy hẹn với bác sĩ. Chị ta xây dựng cái phần đàm thoại này qua ba cái kiểu mẫu. Thứ nhất là lấy hẹn và có xác định được ngày hẹn, sau đó lại đổi cái ngày hẹn, changement. Và phần thứ ba nữa là cái tình huống hủy cái ngày hẹn. Như vậy chúng ta có cả ba cái tình huống, có thể đi lấy hẹn thì chúng ta dùng những cái chữ này, rồi lấy xong mình muốn đổi và mình muốn hủy. Prise de rendez-vous. Prise là danh từ của động từ prendre. Khi lấy hẹn thì chúng ta dùng động từ prendre và danh từ của nó là prise. Ở đây là cái đề tựa thì người ta dùng cái danh từ sự lấy hẹn. La prise de rendez-vous. Tôi xin đọc một lần tất cả, rồi sau đó chúng ta sẽ giải thích. Bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous avec le docteur Pichon, s'il vous plaît. Oui, j'aurai des disponibilités à partir du 15, mardi à 11h. Ça vous irait? Non, désolé, je ne suis pas disponible à cette heure-ci. Alors, j'ai mercredi à 9h ou 16h30. 9h, c'est parfait. Très bien. Vous êtes monsieur Durand, Simon Durand. Et votre numéro de téléphone, c'est le 06 12 58 74 99. Très bien, c'est noté. Donc, mercredi 16 à 9h. Oui, c'est parfait. Merci, au revoir. Chúng ta quay lại từ đầu để chúng ta giải thích. Prise, như tôi vừa mới nói, đây là danh từ. La prise. Chẳng hạn như khi chúng ta đi thử máu đi, thì chúng ta cũng phải dùng động từ này, lấy máu. Prendre le sang, lấy máu, lấy một cái mẫu ra để mà chúng ta thử. Thì cái danh từ la prise de sang, la prise de sang, hoặc là lấy các cái mẫu để mà đi thử. Lấy một cái hẹn. Xin chào, j'aimerais prendre un rendez-vous avec le docteur Pichon. Aimerais là conditionnel, để nói lên cái sự lịch sự, nói lên cái politesse của động từ aimer. Aimer là muốn, là thích. Tôi muốn lấy, thì chúng ta dùng conditionnel cho nó lịch sự, nói lên cái politesse. Prendre un rendez-vous, có thể chúng ta dùng prendre rendez-vous, bỏ cái mạo từ indéfini này đi cũng được. Chúng ta có thể dùng bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous avec docteur Pichon, hoặc là bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous avec le docteur Pichon, s'il vous plaît. Các anh chị nào mà có nhu cầu gọi điện thoại để lấy hẹn với bác sĩ thì cứ học học nguyên cái câu này là đủ. Và chúng ta chỉ thay cái tên của cái vị bác sĩ thôi. Bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous avec le docteur Pichon, s'il vous plaît. Nếu chúng ta muốn bớt đi nữa thì chúng ta bỏ cái mạo từ này. Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous avec le docteur Pichon, s'il vous plaît. Chúng ta đọc vài ba lần thì chúng ta thuộc cái câu này. Và chúng ta ngay cả những người mới tới Pháp cũng có thể lấy một cái hẹn dễ dàng như vậy. Nhưng vấn đề chúng ta nghe người ta trả lời này. Oui, j'aurai des disponibilités à partir du 15. Mardi à 11h, ça vous irait? Ở đây chúng ta lại có hai cái động từ ở conditionnel nữa. Đây là trước kia là aimer ở conditionnel. Bây giờ động từ avoir ở conditionnel présent. J'aurai, tôi có. Thì thay vì dùng j'ai cũng được, người ta dùng j'aurai ở trong cái văn tiếp khách cho nó lịch sự. Ở đây cũng vậy. Irait là động từ aller, ça vous va? Ça vous va, va là động từ aller, nhưng mà người ta đổi qua conditionnel. Và các anh chị biết conditionnel được xây dựng bằng cách lấy cái gốc của futur simple. Động từ aller thì là j'irai, tu iras, il ira, thì j'irai đổi thành j'irai, tu iras, il ira. Ira là như thế này, là conditionnel présent. Vậy chúng ta có thể dùng ça vous va cũng được,
nó cũng khá lịch sự rồi, mà ở đây cái người này trực điện thoại, họ muốn dùng cái conditional cho nó rất lịch sự đối với tất cả các cái người khách. J'aurai des disponibilités à partir du 15. J'aurai là chúng ta vừa mới nói là thể lịch sự của động từ avoir. Des disponibilités, la disponibilité là danh từ xuất phát từ tính từ disponible. Disponible là sẵn sàng có thể đưa vào sử dụng. Chẳng hạn như là một cái xe taxi đang ngồi chờ khách, đã đang ngồi chờ ngoài đường, chúng ta hỏi có sẵn sàng hay không? Thì chúng ta dùng tiếng Anh available, thì tiếng Pháp là disponible. Disponible, người Pháp hay dùng cái chữ này lắm, nhất là trong các cái chuyện gọi xe hoặc là gọi hẹn lấy hẹn với phòng mạch của bác sĩ, người ta hay dùng disponible. Và ở đây cái người thư ký, cái người trực điện thoại dùng danh từ tôi có những cái disponibility a partir de, kể từ a partir de, và chữ du này là ghép từ de với le. A partir de le, tại sao lại có le? Le này là mùng, là 15, và chúng ta nhắc lại một cái quy tắc về nói về mùng. 15 là ngày 15 ở trong tháng, mà nếu đằng trước có thứ thì không có lơ. Nếu không có thứ thì có lơ, ở đây có lơ đây, bởi vì không biết là thứ mấy. Cái thứ ba nhưng mà người ta để ra phía đằng sau. Như vậy trước 15 này không có thứ thì chúng ta dùng lơ, và lơ ghép với đờ thì nó ra là du. Đồ này là do cái conjunction a partir de ghép với lơ thì nó ra a partir du 15. Và bây giờ chúng ta mới thấy cái thứ. Như vậy tôi xin nhắc lại cái quy tắc: nếu chúng ta thấy thứ đi trước số thì chúng ta không dùng le. Thứ ba ngày 15 mardi 15. Còn nếu chúng ta không thấy thứ thì chúng ta phải dùng le. Chẳng hạn như mình viết thư từ chẳng hạn từ Pháp về Việt Nam đi, và cái người ở Pháp chẳng hạn như là đang ở Paris đi, thì chúng ta viết như thế này: Paris phẩy, hôm nay là ngày 10, hình như ngày 15, Paris phẩy le 15, bởi vì trước 15 không có ngày, có một cái chữ đó là chữ Paris không phải là thứ. Còn nếu chúng ta có thứ thì lại không có le, mardi 15. Chúng ta nói tới a partir de là kể từ ngày 15 thứ ba, từ lúc vào lúc 11 giờ, sa vuira, sa là cái chuyện này này, sa là với cái ngày 15 thứ ba lúc 11 giờ có hợp với bạn không, cái chuyện này này có hợp với bạn không. No, désolé, không, rất lấy làm tiếc. Je ne suis pas disponible à cette heure-ci, tôi không sẵn sàng, tôi không có thể sử dụng được, tôi không sẵn sàng vào đúng cái giờ này. Chúng ta thêm chữ si để cho nó mạnh ra, đúng cái giờ mà người ta vừa mới đưa ra 11 giờ vào ngày 15 không được. Alors, j'ai mercredi à 9h ou 16h30. Như vậy tôi có thứ năm vào lúc 9 giờ sáng và 16 giờ 30, tức là 4 giờ chiều, 4 rưỡi chiều. Ở đấy chúng ta thấy động từ avoir, avoir là có, là nói lên một cái sự sở hữu. Ở đây mình thấy mình không thể nói là tôi sở hữu, tôi có cái ngày thứ tư, tức là tôi hiểu ngầm, tôi có những cái sự sẵn sàng này, có những chỗ trống vào ngày thứ tư. Chúng ta hiểu ngầm, nói như vậy chúng ta hiểu chứ không phải là ai có ngày này, ai có ngày kia. J'ai mercredi à 9h ou 16h30, 16h30. Chị Ensa này, chị có giải thích trong bài này là người Pháp ở trong một số trường hợp, nhất là những người trực điện thoại này, họ thích dùng những cái chữ 16h30 thì họ nói số 30, 16h35 họ nói số 35, thay vì như chúng ta nói là 16 giờ rưỡi. 16h30, edomi là một nửa, nhưng họ dùng một cách chính xác 30, 35, 37, 38. Họ nói như là theo cái ngôn ngữ của chị Ansa, đó là cái giờ của nhà binh, của lính, militaire. Nhà binh thì họ rất đúng giờ, lính tráng bộ đội họ rất đúng giờ, họ không có nói nửa chừng như người dân khoảng đó kém 20 rồi 4 rưỡi hay gì đó, họ nói chính xác là 30, 35. Never, c'est parfait. 9 giờ hả? Rất là tốt. C'est parfait. Très bien. Vous êtes monsieur. Rồi chúng ta để ba chấm. Đây là cái cách dùng rất là phổ biến. Vous êtes monsieur. Rồi mình phải nói tiếp. Durand, Simon Durand. Người ta không gọi là vous êtes từ kỳ, như vậy là quá bất lịch sự. Ông là ai? Người ta không nói như vậy. Người ta nói là ông
và ngừng ngừng lại thì mình nói tiếp. Très bien, vous êtes monsieur. Mình nói tiếp. Durand, Simon Durand. Vì Durand là nom de famille, là họ. Simon là prénom. Prénom là đứng trước tên. Nom, prénom. Prénom đứng trước tên, như vậy tên là tên của gia đình, tức là chúng ta gọi là họ. Họ Durand, nom de famille. Et votre numéro de téléphone? Thế còn số điện thoại của ông? C'est le, đó là. Và chúng ta theo cái quy tắc đọc số điện thoại ở bên Pháp, chúng ta phải đọc theo từng cặp, không thể nói là 06 1 2 5 8 7 4 9 9. Đọc như vậy thì không có ai hiểu, họ cảm thấy như là chúng ta không có biết luật, không biết quy tắc. Phải đọc theo cặp. Sẽ đọc như thế này ạ. C'est le 06 06. Rồi số 12 chúng ta đọc là 12. Số 58 chúng ta đọc là 58. 74 99. Tôi xin đọc lại. Et votre numéro de téléphone? C'est le 06 12 58 74 99. Đó là người khách nói. Bây giờ người thư ký nói. Très bien, c'est noté. Tốt lắm, rất là tốt. C'est noté. Noté au accent aigu, tôi là participe passé của động từ noté. Noté là ghi chép. Như vậy là được ghi chép rồi. Ghi này là ghi vào trong cái màn hình máy tính, ghi vào trong máy tính chị, không ai bây giờ cầm cái cuốn sổ mà ghi chép hết. Ghi vào trong máy tính, họ tìm cái ngày này vào cái giờ này và họ đánh tên ông Durand vào. C'est noté, tức là gõ vào máy tính. Donc vậy thì mercredi 16 à 9, vậy thì thứ tư 16 vào lúc 9 giờ nhé. Oui, c'est parfait. Merci, au revoir. Tôi xin đọc lại, các anh chị có nhu cầu thì đọc ở trong cái nghe ở trong cái phần audio của chị Ansa. Bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous avec le docteur Pichon, s'il vous plaît. Oui, j'aurai des disponibilités à partir du 15. Mardi à 11h, ça vous irait? Non, désolé, je ne suis pas disponible à cette heure-ci. Alors, j'ai mercredi à 9h ou 16h30. 9h, c'est parfait. Très bien. Vous êtes monsieur Durand, Simon Durand. Et votre numéro de téléphone, c'est le 06 12 58 74 99. Très bien, c'est noté. Donc, mercredi 16 à 9h. Oui, c'est parfait. Merci, au revoir. Như vậy chúng ta coi cái phần đầu là lấy cái hẹn và thành công rồi. Có một cái ngày hẹn rồi, người ta ghi vào sổ rồi. C'est noté. Bây giờ vì một cái tình huống ngoài ý muốn, chúng ta lại muốn đổi, muốn thay đổi. Changement. Bonjour, j'appelle pour déplacer mon rendez-vous. Rendez-vous là một cái danh từ, là một cái hẹn. Bây giờ déplacer là rời, là di rời, thì nó xuất phát từ danh từ đầu tiên. Une place là một chỗ, một cái chỗ, một cái vị trí. Chẳng hạn như một cái xe minibus, một cái xe van đó, có 16 chỗ. Un minibus de 16 places. Rồi có xe 45 chỗ, chúng ta cứ thêm vào cái chỗ ngồi đó. Vậy place là một chỗ. Bây giờ động từ placer VT là đặt vào một cái chỗ nào. Placer phải là VT, tức là nó có đối tượng, đặt một cái gì vào chỗ nào. Placer tôi ghi ra đây cái nghĩa phụ mà ở trong cuộc sống cũng hay dùng. Các anh chị nào mà có một món tiền rồi placer đi mua một cái gì để nó sinh lợi, có người mua đất, có người bỏ vào ngân hàng, có người đi mua vàng, đại khái những cái chuyện mà đầu tư vốn để lấy lời cũng gọi là placer. Mình có một món tiền mình muốn đầu tư, cái hành động đó gọi là placer. Ở đây chúng ta trở lại cái nghĩa của cái bài này. Placer là đặt. Mình đặt xong rồi mình không ứng ý, mình lại rời đi. Déplacer, di rời, rời chỗ. Như vậy cái ông này, ông đã có một cái ngày hẹn vào ngày thứ tư 16 gì đó. Đây là thứ tư 16. Bây giờ ông ta muốn rời cái ngày này đi qua cái ngày khác. Chúng ta cũng dùng động từ déplacer theo cái nghĩa bóng. Dạ xin chào, tôi gọi để muốn rời cái hẹn của tôi. Vous êtes, giống như ở trên. Ông là Monsieur Durand. Tôi là ông Durand. Monsieur Durand, j'avais rendez-vous mercredi 16. Tôi là ông Durand. Tôi đã có hẹn vào thứ tư 16.
Ở đây chị An Sa chị nói chúng ta có thể dùng present. Ông này ông ấy dùng imparfait, ý nói là quá khứ, tức là ông chắc chắn là ông tìm tìm được một cái ngày rời. Chẳng hạn bây giờ là 10 thứ tư 16 có thể rời qua một cái ngày khác, ông chắc chắn là có. Thì ông dùng cái này là quá khứ, hiện nay ở trong đầu của ông là ông sẽ có một cái ngày khác theo ý của ông. Nhưng mà chúng ta có thể dùng present, hiện nay tôi có, rồi lát nữa bà thư ký sẽ cho tôi một cái ngày hẹn khác. Chúng ta có thể sử dụng present. Monsieur Durand, j'ai rendez-vous mercredi 16, mais j'ai un empêchement. Trước hết chúng ta để ý cách đọc, CH phải uốn lưỡi, M đứng trước P thì phát âm là N, empêchement, và đây là hai âm mũi, empêchement. Điều để ý thứ ba là chúng ta ở đây có bốn syllab, bốn âm tiết, 1, 2, 3, 4, on là 1, pêche là 2, sơ là 3, mong là 4. Nhưng mà cái âm tiết mà mang cái ký tự ơ nó nằm giữa hai âm tiết. Cái âm tiết mà mang ký tự ơ tôi vòng lại. Và đứng trước nó có số 2, đứng sau nó có số 4. Như vậy cái âm tiết này không phát âm, chúng ta gạch đi. Tức là mất cái số 3 và chỉ còn 1, 2, 4. Vậy chúng ta 4 còn 3. J'ai un empêchement. J'ai un empêchement. Empêchement. Vậy cái âm sờ nó đi theo với chữ E. Empêchement. Empêchement là gì ạ? Empêchement là một cái sự ngăn trở. Cái động từ gốc của nó là empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Ngăn trở ai làm cái gì? Tức là ngăn cản, không làm cho người ta làm cái việc mà ta muốn làm, tức là ngăn trở. Ở đây cũng như vậy, mình muốn đi khám bác sĩ nhưng mà có cái việc khác nó cản trở mình, nó bắt mình phải đi làm cái việc khác, gọi là cái trở ngại. Và nói một cách nôm na ở trong ngôn ngữ tiếng Việt thì chúng ta có thể nói như thế này, nói bình dân thôi, không nói ở trong cái trường hợp này, tôi bị kẹt. Tôi muốn đi lắm, tôi muốn đi làm cái chuyện gì nhưng mà tôi bị kẹt, tức là j'ai un empêchement. Oui, je vois mercredi à 9h. Khi người khách nói như thế này thì cái bà thư ký, cái người thư ký họ nhìn vào trong cái màn hình vi tính, họ thấy đúng rồi, tôi thấy rồi. Je vois, tức là tôi thấy tên của ông này ở trên cái màn hình vi tính. Mercredi đúng là vào thứ tư vào lúc 9 giờ. C'est ça, ông này xác định. C'est ça có nghĩa là c'est correct, và cái này người Pháp rất hay nói. C'est ça, đúng thế. C'est ça, xác định, affirmer cái câu người ta nói bên trên này này. Tức là có ý nghĩa là c'est correct, chính xác. Auriez-vous d'autres possibilités pour la même semaine? Thế thì bà có những cái khả năng nào cho cùng một cái tuần này không? Thay vì thứ tư thì còn thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Về cái auriez này cũng là thì conditionnel present của động từ avoir, chỉ một cái sự lịch sự là politesse. Và các anh chị để ý ở đây động từ avoir, avoir đi với một danh từ nhưng mà trước đó phải có the, j'ai d'autres, bởi vì có một cái danh từ. Người ta không nói là j'ai autre possibilité, người ta cũng không nói là j'ai des autres possibilités, người ta nói là j'ai d'autres possibilités. Chẳng hạn như là tôi cho bạn mượn cái bút này, bạn cầm đi, tôi còn những cái bút khác, j'ai d'autres stylos. Ông Durand hỏi có thể có cái khả năng của một cái ngày khác cùng tuần không? Oui, il y a une annulation. Có một cái người họ đã hủy. Donc, je peux vous proposer le lendemain à la même heure. Như vậy, tôi có thể đề nghị cho ông vào ngày hôm sau. Bây giờ là thứ tư, hôm nay là thứ ba chẳng hạn, thứ tư, nhưng mà ngày hôm sau tức là thứ năm, le lendemain của cái ngày thứ tư này, tức là ngày thứ năm. À la même heure, các anh chị để ý cách đọc nối, la même heure, même heure. Annulation là danh từ của động từ annuler, và trong động từ annuler này chúng ta có cái tính từ nul, nul là không có gì cả, là zero. Annuler là làm cho nó trở thành zero, trở thành không có gì hết. Động từ tiếng Anh là to cancel, annuler là hủy bỏ, hủy. Đúng rồi, có một người khách đã hủy hẹn. Như vậy tôi có thể đề nghị cho ông vào ngày hôm sau cùng vào cái giờ này. Chúng ta để ý chữ le lendemain có nghĩa là le jour après, và le lendemain này dùng ở trong cái trường hợp formel, ngày hôm sau. Ở trong trường hợp informel chúng ta dùng le jour après. Người khách là ông Durand trả lời parfait.
Và người thư ký thấy vậy thì cũng nói tốt lắm, très bien, donc je note le changement pour jeudi 17 à 9 heures. Như vậy cái hẹn trước là thứ tư, mercredi, bây giờ cái hẹn mới là jeudi 17, hôm trước là mercredi 16, bây giờ là jeudi 17, cũng vào lúc 9 giờ. Note là ghi chép. Merci, bonne journée. Là cảm ơn, xin chúc bà một ngày tốt lành. Bà kia nói lại merci pareillement. Pareillement xuất phát từ tính từ pareil. P-A-R-E-I-L. Pareil là giống nhau, là như vậy. Pareillement là adverb, là cũng như vậy. Người ta chúc mình một ngày tốt lành thì mình nói lại tôi cũng chúc bạn như vậy. Pareillement là trạng từ, đây là cách nói rất là formal, chúng ta không dùng để nói với bạn bè, không dùng để nói với người thân. Nếu nói với người thân thì chúng ta nói là chẳng hạn như là nói với người bạn là toi aussi, nói với một người hai ba người thì nói là vous aussi, không nói là pareillement. Trường hợp này rất là trang trọng. Trong phần thứ ba này, người bệnh nhân tên là Endurant xin hủy cái hẹn. Trong phần 1, ông ta đã xin được hẹn. Phần 2, ông ta xin đổi, changement. Và phần thứ 3 này, ông ta xin hủy. Bonjour, c'est Monsieur Durand. J'appelle pour annuler le rendez-vous de jeudi. Xin chào, tôi là ông Durand. Tôi gọi để hủy cái hẹn của ngày thứ 5. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un imprévu. Tôi thực sự, vraiment là thực sự, lấy làm tiếc. Nhưng tôi có một cái điều không ngờ đã xảy tới, một điều bất ngờ đã xảy tới. Tôi xin phân tách cái chữ imprévu. Chúng ta có participe passé của động từ voir là vu, voir là nhìn thấy, prévoir là nhìn thấy trước. Bây giờ để cái tiền tố im nó trở thành ra imprévoir là không nhìn thấy trước, và chúng ta để ý m đứng trước p thì phát âm là n. J'ai un imprévu. Tôi có một cái điều mà không thể thấy trước, tức là một cái chuyện bất chắc xảy ra. D'accord. Vous désirez reprendre un autre rendez-vous? Ông muốn, ông mong muốn, động từ désirer là lịch sự. Ông mong muốn lấy lại một cái hẹn khác phải không? Có cái hẹn rồi bây giờ bỏ, ông muốn lấy lại. Reprendre và reprendre, lấy lại một cái hẹn khác chứ. Oui. Có, mais je dois partir en déplacement. Nhưng tôi phải đi, chúng ta dịch theo tiếng Việt là tôi phải đi công tác. Các anh chị coi cái cách suy luận như thế này. Chúng ta đã coi động từ placer là đặt, rồi di rời thì là déplacer. Bây giờ mình tự di rời mình, tức là se déplacer, tức là mình di chuyển, mình tự dịch chuyển cái thân mình. Chẳng hạn như là ở cái thành phố này bạn di chuyển bằng phương tiện gì, xe máy hay xe buýt? Vous vous déplacez comment? Cái này là chuyển một cái đối tượng, một cái bàn, một cái ghế, một cái đồ vật. Bây giờ mình tự chuyển mình, tức là mình di chuyển. Và cái danh từ déplacement này là sự di chuyển. Chẳng hạn như là tôi nói là mỗi tháng tôi tốn 500 ngàn tiền Việt Nam cho cái việc di chuyển, là cho cái chữ này này, cho cái chữ này này. Chaque mois, je dépense 500 000 Việt Nam đồng pour le déplacement, cho cái việc di chuyển. Như vậy đây là di chuyển. Nhưng mà ở đây di chuyển chúng ta lại không nói là di chuyển bình thường, như là tôi vừa mới nói mỗi tháng tôi tốn 500 ngàn tiền xăng để di chuyển, đi chợ, đi chơi, đi thăm người quen, đi công việc. Ở đây là đi vào chuyện chung, chúng ta gọi là đi công tác, đi vào chuyện chung. Chúng ta gọi là déplacement, tức là đi làm công việc. Mais je dois partir en déplacement, tôi phải đi công tác. Et je ne sais pas quand je rentrerai, và tôi không biết khi nào tôi quay trở lại. Câu này cũng giống tiếng Việt Nam quá. Tôi không biết khi nào tôi sẽ trở về. Je ne sais pas quand je rentrerai. Je préfère vous appeler à mon retour. Tôi préféré là thích hơn á, không có tính ngày hôm nay nữa, tôi thích hơn, tức là tôi chọn, tức là tôi muốn gọi cho quý vị khi tôi quay trở về. À mon retour. À mon retour có thể thay bằng cái chữ thế này này. Je préfère vous appeler quand je rentrerai.
Très bien, ça noté. Dạ tốt lắm, tôi đã ghi rồi. J'annule le rendez-vous. Tôi đã hủy cái hẹn. Et vous nous rappellerez à votre tour. Ở đây vous, VOUS. Tôi xin lỗi mọi người. Et vous nous rappellerez, và ông sẽ gọi cho chúng tôi à votre tour khi ông quay trở lại. Merci beaucoup et encore désolé, bonne journée. Đây là câu này đi xuống dưới, tôi xin lỗi, câu này là phải xuống dưới, tức là cái ông khách đó ông nói cảm ơn rất nhiều và tôi xin lỗi một lần nữa, lần trước đã xin lỗi rồi, bây giờ lấy làm tiếc một lần thứ hai, bonne journée, và câu này là nhân viên của cái phòng mạch, tôi xin lỗi, câu này nó chạy xuống đó, chứ không phải là câu này của cùng cái người này. Bien, très bien, ça noté, là cô thư ký, cái cô trực ở cái phòng mạch đó. Thì cô nói nhưng mà đây là của cái người khách. Très bien, c'est noté. J'annule le rendez-vous et vous nous rappellerez à votre retour. Xong rồi, ông kia nói merci beaucoup et encore désolé. Bonne journée. Bonne journée. Xin chào tất cả các anh chị.